Quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ngay sau đây là một số thông tin giá cả thị trường đáng chú ý của chương trình. Mời quý vị cùng cập nhật. Giá thịt heo hơi miền Bắc hôm nay tăng giảm từ 2.000 đồng một ký đến 3.000 đồng một ký, dao động trong khoảng 51.000 đến 57.000 đồng một ký. Tại miền Trung Tây Nguyên, giá heo hơi biến động rải rác ở nhiều nơi, mức giá trung bình đạt 53.000 đồng một ký. Trong khi đó, giá heo hơi tại miền Nam dao động trong khoảng 51.000 đến 55.000 đồng một ký. Giá cà phê đang dao động trong khoảng từ 41.100 đến 41.800 đồng một ký. Cụ thể, tại huyện Di Linh, Lâm Đồng, giá cà phê được thu mua với mức 41.200 đồng một ký. Trong khi đó, tại Đắk Lắk, giá dao động trong khoảng từ 41.100 đến 41.800 đồng một ký. Mức giá 41.700 đồng một ký cũng khá phổ biến tại một số tỉnh như Gia Lai và Kon Tum. Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho biết giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 17 tháng 3 với RON 92 là 120,29 đô la Mỹ một thùng, RON 95 124,14 đô la Mỹ một thùng, giảm 9 đến 12% so với đợt điều chỉnh trước đó. Do đó, mỗi lít xăng ở kỳ điều chỉnh mới hôm nay, ngày 21 tháng 3, có thể giảm 1.500 đến 2.000 đồng.